Ngày 22 tháng 11, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang tiến hành xác minh, xử lý vụ việc một cổng chào điện tử thuộc địa bàn xã An Sơn, thành phố Thuận An xuất hiện dòng chữ nghi quảng cáo đánh bạc. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Sơn, vụ việc xảy ra vào tối 20 tháng 11 tại cổng chào ở ấp Phú Hưng, xã An Sơn, thành phố Thuận An. Hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy bảng điện tử cổng chào xuất hiện dòng chữ nhà cái đến từ châu Phi, bảng đèn LED màu đỏ chạy trên bảng điều khiển nhiều lần. Đại diện ban điều hành ấp Phú Hưng cho biết, bảng điện tử ở cổng chào này dùng để chạy các nội dung tuyên truyền về ngày lễ, sự kiện quan trọng và tuyên truyền pháp luật của địa phương. Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường tiến hành tắt bảng điện tử. Ông Hà Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Sơn cho biết, sau khi nắm được thông tin, địa phương đã chỉ đạo công an xác minh làm rõ. Công an xác định, trước khi xuất hiện dòng chữ lạ, có hai người đàn ông tiếp cận khu vực điều khiển bảng điện tử.